Von Hudeck, xin chào mừng cô, chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại. Baba Vanga là một nhà ngoại cảm người Bulgari. Bà sinh năm 1911 và mất năm 1996. Cô là một đứa trẻ sinh non bị biến chứng sức khỏe. Theo truyền thống địa phương, em bé đã không được đặt tên cho đến khi nó được coi là có khả năng sống sót. Thời thơ ấu, Vanga là một đứa trẻ bình thường với đôi mắt nâu và mái tóc vàng. Mẹ của cô qua đời trong Thế chiến thứ nhất. Điều này khiến Vanga phụ thuộc vào sự chăm sóc và từ thiện của hàng xóm và bạn bè thân thiết trong phần lớn tuổi trẻ của cô. Sau chiến tranh, gia đình cô đã rơi vào cảnh nghèo khó trong nhiều năm. Khi còn trẻ, Vanga được coi là thông minh so với tuổi của mình. Xu hướng của cô bắt đầu xuất hiện khi bản thân cô nghĩ ra các trò chơi và thích chơi trò chữa bệnh. Cô đã kê đơn một số loại thảo dược cho bạn bè, những người giả vờ bị bệnh. Theo lời khai của chính cô, một bước ngoặt trong cuộc đời cô xảy ra khi một cơn lốc xoáy được cho là đã nâng cô lên không trung và ném cô vào một cánh đồng gần đó. Cô đã được tìm thấy sau một thời gian dài tìm kiếm. Các nhân chứng mô tả cô rất sợ hãi và đôi mắt phủ đầy cát và bụi, không thể mở vì đau đớn. Phải có tiền cho một ca phẫu thuật để chữa lành vết thương mà cô phải chịu. Điều này dẫn đến mất dần thị lực. Năm 1925, Vanga được đưa đến một trường học dành cho người mù, nơi cô đã dành 3 năm và được dạy đọc chữ nổi, chơi piano cũng như đan len, nấu ăn và dọn dẹp. Cha của cô đã tái hôn trước đó, mẹ kế đã mất. Gia đình cô rất nghèo và cô phải làm việc cả ngày, kể cả chăm sóc những đứa em của mình. Năm 1939, tức là khi Vanga 28 tuổi, cô mắc bệnh viêm màng phổi, mặc dù nó vẫn không hoạt động trong một số năm. Ý kiến của bác sĩ là cô sẽ chết sớm, nhưng cô đã nhanh chóng hồi phục. Trong Thế chiến thứ hai, Vanga đã thu hút một số người tin về khả năng chữa lành và xoa dịu của bà. Một số người đã đến thăm bà, hy vọng có được gợi ý về việc người thân của họ còn sống hay tìm kiếm nơi họ đã chết. Bà tiếp tục được các chức sắc và thường dân đến thăm. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các chính trị gia Bulgaria và các nhà lãnh đạo từ các nước Cộng hòa Xô Viết khác nhau đã tìm đến lời khuyên của bà. Kính thưa quý vị, những lời tiên tri được cho là đúng của bà Vanga về những sự kiện đã xảy ra. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự trỗi dậy của IS, sóng thần thảm khốc vào năm 2004. Dựa trên những lời tiên tri của bà Vanga về tương lai, một cơn sóng thần mạnh có thể tấn công châu Á 16 năm sau thảm kịch của trận sóng thần năm 2004, tức là năm nay, 2020. Những dự đoán của bà Vanga được trích dẫn dường như đều là những viễn cảnh khải huyền về tương lai của thế giới, đặc biệt là châu Âu. Bà ấy cũng dự đoán rằng vào năm 2028, loài người sẽ bay tới sao Kim để tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Bà ấy đã không nhìn thấy bầu không khí độc hại và ăn mòn của hành tinh. Và vào năm 2130, nền văn minh sẽ sống dưới nước với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh. Chân thành cảm ơn cô, chú, bác, anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo.